Chúng mình vừa mới có một chuyến đi Cúc Phương cùng Little Sun. Hôm đó nhà mình đi từ khá sớm, từ khoảng hơn 6 giờ sáng cơ. Trên xe thì sắp sẽ chơi với Spinner, nghe nhạc và ngủ một giấc. Đến cổng thì tất cả bọn mình đều xuống xe để đợi cô dẫn tour mua vé. Lúc này thì mọi người sẽ tranh thủ bôi kem chống côn trùng và xịt chống mũi, bôi lên toàn bộ vùng hở như là cổ chân, tay và gáy, và xịt quanh quần áo 15 phút một lần. Sau đó thì tiếp tục lên xe và đi tiếp 16 km nữa mới tới rừng sâu bên trong. Buổi sáng thì cả đoàn sẽ đi bộ trong rừng và sẽ trải nghiệm một đoạn rừng nguyên sinh. Đường đi chủ yếu là bê tông, thế nên là cũng không sợ vắt cắn đâu. Chúng ta nên đi dép Croc cho thoải mái. Hôm đó thì Sóc mặc quần áo cộc bên trong và khoác ngoài là sơ mi, đi tất cao cổ. Outfit này khá là hợp lý và cũng thoải mái. Đi bộ được một đoạn thì chúng mình sẽ thấy một bãi cỏ cắm trại siêu rộng, không khí trong lành và thích cực. Càng đi sâu vào trong thì đường càng nhỏ dần. Nhưng tour cho các bé nên sẽ chỉ có một đoạn đường đất thôi. Sau đó là lớp học giữa rừng. Các cô chú sẽ cho con dùng kính lúp để đi soi côn trùng. Kính của các cô chú đưa thì sẽ bé xíu, thế nên là bố mẹ nên mua kính lúp trước cho con nha. Trải nghiệm với côn trùng đầu tiên của Sóc là sâu. Ôi mẹ ơi, bạn sâu đáng yêu lắm, mình mang về nhà đi. Mẹ xin con đấy. Sau đó thì các bạn sẽ đi tìm hiểu về vòng đời của sâu bướm. Các bạn nhỏ cũng sẽ được vẽ lại vòng đời của sâu bướm trên giấy. Hoạt động theo nhóm của Sóc thì sẽ hơi bất ổn vì bạn nào bạn nấy thì vẽ riêng hết cả. Nhưng mà trong quá trình thì các bạn vẫn sẽ bảo là con đang vẽ trứng này, con đang vẽ sâu này. Dù là người lớn nhìn thì sẽ không hiểu gì. Các nhóm sẽ được lên nhận giải và chụp ảnh với thành quả của mình. Và lúc này thì bướm mới bắt đầu ùa ra. Siêu nhiều bướm bay thành đàn và thậm chí còn bay quấn quanh người luôn. Cực kỳ đẹp và thích. Ăn trưa xong thì mọi người sẽ nghỉ ngơi tại khu nhà hàng một lúc. Chúng mình còn bắt được một bạn côn trùng nhỏ nữa. Buổi chiều sẽ là lịch trình đi thăm các khu bảo tồn của Cúc Phương. Dọc đường đi cũng nhiều cảnh xinh lắm. Ví dụ như là tổ kiến này hoặc là những đàn bướm bay lượn quanh đường đi. Điểm đến đầu tiên là khu bảo tồn rùa. Rùa sẽ được nuôi ở các khu khác nhau với rất nhiều loại đa dạng như là bạn rùa bốn mắt này. Môi trường sống tại khu bảo tồn thì cực kỳ tự nhiên luôn. Tiếp đó là khu bảo tồn linh trưởng với các bạn vào. Có những bạn đã trải qua khoảng thời gian rất là tồi tệ trước khi được cứu, khiến cho tâm lý bị ảnh hưởng rất nhiều và các bạn cũng bị tăng động và khủng hoảng và cũng đang trong thời gian điều trị nữa. Khi ổn định thì vọc sẽ được trả về với tự nhiên. Các bác cũng bảo là có những ngày vọc sẽ quay về thăm lại khu điều trị trước đây và gọi cả các bạn của mình cùng về nữa. Điểm đến cuối cùng là khu bảo tồn thú ăn thịt và TT. Khu này thì nhỏ hơn các khu khác và là nơi nuôi dưỡng các bạn cầy, TT và mèo rừng. Các bạn đều có chung số phận là đã bị bắt về làm thú cưng từ khi còn rất bé, khiến bản năng trong tự nhiên đã mất đi và giờ không thể sống hoang dã được nữa. Lúc này thì Sóc đã mệt đến ngủ mất rồi. Cuối cùng thì chúng mình sẽ trồng cây và các cây này thì sẽ được các bác ở đây chăm sóc để thành rừng. À quên, chúng mình còn có một chiếc ống nhòm nữa mà giờ mình nhớ ra để quay. Tổng thời gian đi bộ cả chuyến đi sẽ khoảng 5 km. Dừng ở các chặng nên chắc chắn là sẽ mệt rồi, thế nhưng mà các bạn nhỏ cũng rất là vui. Hết chuyến đi rồi, tạm biệt Cúc Phương nha.